Châu Trương xin chào lại tất cả quý vị. Hôm nay tôi không có nói chuyện về sư tu sĩ Minh Tuệ nữa, bởi vì những gì quý vị biết thì đã biết rồi. Tôi chỉ chia sẻ một ít cái vấn đề suy nghĩ của tôi thôi. Thì tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục nói về sư Minh Tuệ, vì bộ chuyện những cái tình hình hoặc là những cái lịch sử quý vị cũng đã biết rồi. Hôm nay và những ngày tới tôi sẽ nói về cái chuyện vụ án của cựu tổng thống Donald Trump và cái đám không biết gọi là như thế nào, cái đám hay là cái bọn hay là cái nhóm hay là cái băng đảng gọi là hay là những cái đó là cái mà những cái chính những cái đầu đảng đầu những cái tổ chức đặt chuyên môn lừa gạt ở Cali là chính, nói chung nước Mỹ là toàn nước Mỹ luôn, nhưng mà Cali là đều bắt nguồn từ Cali hết. Mọi cái lừa lọc gạt gẫm của trong cộng đồng người Việt chúng ta đều phát nguồn từ những thành phố lớn ở tiểu bang Cali, hoặc là thành phố Houston, Texas, hoặc là ở Virginia, cái khu Việt Nam ở Virginia. Nói chung những cái khu Việt Nam là phát xuất ra những cái chuyện mà gây xáo trộn hoặc là gây lừa gạt tổ chức lừa gạt cộng đồng người Việt ở Mỹ, bởi vì nó bao trùm khắp mọi nơi nó có một người như vậy là nó có thể lừa gạt mọi người khắp nơi được rồi. Còn cái bây giờ tôi vô cái câu chuyện của cựu tổng thống Trump thì như quý vị cũng đã biết, cũng đã nghe, thì mỗi người chia sẻ mỗi đoạn, mỗi sự hiểu biết khác nhau, không có ai hiểu biết nhiều hết tất cả mọi vấn đề về vụ án của cựu tổng thống Trump. Nói chung mọi vấn đề thì theo cái nhìn của mỗi người, nhiều người nhìn vấn đề cũng giống nhau thì là cái đó đúng, không phải nhiều người nhìn cùng một vấn đề giống nhau mà cái đó là đúng. Trường hợp vụ bồi thẩm đoàn của phiên tòa mà kết tội ông Trump trong tuần qua, trong mấy ngày vừa qua, xin lỗi, trong 2 ngày qua. Tới bây giờ, nhiều người vẫn còn lên ý kiến, vẫn còn phản đối cái phiên tòa này và vẫn cho rằng đây là một phiên tòa tận cùng của một nước nghèo tận cùng nhất thế giới họ mới thực hiện như vậy, hoặc là ở một nước độc tài hoặc là chuyên chế nhất thế giới mới dùng cái phiên tòa như vậy. Chứ còn nước Mỹ là một nước chuyên môn đi hăm dọa người ta, đưa vấn đề dân chủ và nhân quyền và tôn giáo ra hăm dọa người ta để đưa vô trong một cái thế khi mà trao đổi với nhau. Chính phủ bây giờ của họ, tôi nói chính phủ nghĩa rằng ở Mỹ mọi nói chính quyền thì đúng hơn, chính quyền chính phủ cũng giống nhau thôi, mỗi chính phủ 4 năm bầu cử lại thì gọi là chính phủ, bởi vì khi một chính phủ thay đổi bầu cử lại một tổng thống mới thì cả một chính phủ đều thay đổi, cả một cái điều khiển thế giới, tình hình thế giới đều thay đổi là do một vị tổng thống của Hoa Kỳ, dù là không lãnh đạo thế giới nhưng vị tổng thống của Hoa Kỳ sẽ thay đổi thế giới tốt hay xấu là do một người tổng thống. Nếu mà người tổng thống tốt, cứng rắn, chừng mực và đạo đức thì thế giới sẽ hòa bình. Nếu một người tổng thống mà có cái tính
bập chờn, đầu óc không sáng suốt, hoặc là có cái tính băng đảng một tí, thì thế giới nó sẽ thay đổi khác. Cho nên hầu như nha, không phải 100%, mình nói cho rằng số đông thì nó có vẻ được hơn. Tức là lúc nào, bởi vì lúc nào thăm dò những cái cơ quan mà thăm dò ý kiến về cuộc bầu cử, về cuộc đắc cử và những người ủng hộ ông tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden và ông cựu tổng thống là ông Donald Trump như thế nào, thì số đông lúc nào cũng nặng về bên phía cựu tổng thống Donald Trump. Như trường hợp mà sau khi kết tội là dân chúng phẫn nộ ủng hộ tiền đến nỗi mà nghẹt cái đường gửi tiền luôn, là quý vị thấy như thế nào, chứng tỏ rằng là dân chúng Mỹ cũng bất mãn, cũng không đồng ý với phiên tòa này. Nhưng có một tổ chức trong cộng đồng Việt Nam, họ rất là vui mừng, rất là sung sướng. Đó là cái đám mà hồi nãy tôi nói, đó là cái đám dân chủ cùi, cái đám chống cạp cùi, cái đám băng đảng Việt Tân. Nói tới băng đảng Việt Tân, để tôi xin giải thích một cái phần này để cho quý vị hiểu. Và tôi cũng không biết gọi là băng đảng hay là đảng hay là cái bộ, mà phải gọi là cái đám hay là cái nhóm, nó cũng khó lắm. Là vì sao? Nhưng mà tôi biết được sự thật. Sự thật là cái gì? Sự thật là trong năm 2016, anh Nguyễn Thanh Tú là con của ký giả Đạm Phong có liên lạc tôi và nhờ tôi giúp lên trên Bộ Nội vụ của tiểu bang California để lấy những cái giấy tờ có liên quan đến Việt Tân. Cho nên tôi mới lấy hết tất cả giấy tờ để đưa cho anh Nguyễn Thanh Tú trong cái vụ đó, là anh kiện những ông Lý Thế Hùng, ông Nam Lộc, ông Trúc Hồ, tức là nhiều người thuộc về trong Việt Tân. Thì trong cái giấy mà họ xin phép ở chính quyền tiểu bang, thì đây là một cái hội, nghĩ rằng là Việt Tang, không có dấu nhau gì, Việt Tang club, tức là hội đó, câu lạc bộ đó, nghĩ rằng là câu lạc bộ Việt Tang hay là Việt Tang gì, quý vị tự ấy, ở ngoài thì họ gọi là Việt Tân, nhưng theo tiếng Anh mà họ ghi danh ở trong Bộ Nội vụ của tiểu bang, mà tôi, Bộ Nội vụ lệnh đó, nó gọi là nơi Secretary of State of California, gọi là Bộ Nội vụ, tức là nơi đó cấp phát những giấy tờ cho những công ty, những cơ sở thương mại nhỏ, những tổ chức, những hội đoàn, kể cả những tổ chức bất vụ lợi để sinh hoạt, hoạt động một cách hợp pháp. Vì vậy mà tôi ở Sacramento là thủ phủ của tiểu bang Cali, nơi mà phục vụ giấy tờ cho toàn tiểu bang. Cho nên chỗ tôi, nhà tôi lên đến đó chừng 15 phút, tôi xuống, anh Tú cần cái gì, tôi giúp cái đó, lên lấy giấy tờ đó, anh Tú cần gì lên lấy giấy tờ đó. Vì vậy mà anh Nguyễn Thanh Tú có đầy đủ những cái giấy tờ để kiện cái nhóm Việt Tân mà tiền thân của ông Hoàng Cơ Minh. Vì theo cái cuốn phim của Terror in Little Sài Gòn mà do đạo diễn O.C. Thompson sản xuất chiếu trên đài PBS của Mỹ. PBS là cái đài công cộng của chính phủ Hoa Kỳ, không có quảng cáo. Thì chiếu lại cuốn phim đó sau khi nhà đạo diễn này và cùng anh Nguyễn Thanh Tú đi điều tra ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia và trong cộng đồng Việt Nam, về tóm lại thành một cuốn phim đó gọi là
khủng bố ở Lido Sài Gòn. Thì trong cuốn phim đó, họ không khẳng định rằng là tổ chức Việt Tân đã giết 5 ký giả ở hải ngoại. Họ không khẳng định. Nhưng mà cho mọi người thấy rằng là tổ chức Việt Tân này, lúc đó là kháng chiến của ông Hoàng Cơ Minh, đã giết chết 5 ký giả ở nước Mỹ, gồm những cái tờ báo khác nhau. 5 ký giả đó, tôi nghĩ quý vị nghe tôi cũng đã biết ai rồi. Nếu quý vị cần thì lên trên Google viết vô vụ giết chết 5 ký giả Việt Nam ở Mỹ thì nó lội nó ra thôi, bài viết vẫn có, có nhiều bài viết lắm, quý vị sẽ tìm ra. Hoặc là với quý vị vô là Terror in Lido Saigon, nghĩa rằng là viết tiếng Việt cũng được, khủng bố ở Lido Saigon, thì sẽ ra những cuốn phim đó. Quý vị coi lại cuốn phim đó, tôi nhớ hình như là 2 tập thì phải, 2 tập hình như vậy, cũng từ năm 2016 tới giờ, chiếu trên đài hồi năm 2016 tới giờ, và cũng làm náo động, rúng động cả nước Mỹ, nhất là trong cộng đồng Việt Nam, trên toàn thế giới. Cuốn phim đó cũng cho mọi người biết rất nhiều về cái băng đảng này. Tôi nghĩ rằng là như theo giấy tờ họ xin với chính quyền của tiểu bang là một cái hội, một cái câu lạc bộ. Nhưng mà trong cộng đồng người Việt chúng ta, họ là xưng họ là một đảng chính trị. Cái đó là cái lừa, cái lưu manh của Việt Tân trước mắt. Tôi chứng minh cho quý vị thấy đó rồi. Nếu quý vị không tin, quý vị có thể liên lạc Bộ Nội vụ của tiểu bang California. Quý vị lên xin cái giấy đó, họ sẽ cung cấp cho quý vị trả hình như $5 hay $10 gì đó. Họ sẽ cho quý vị một tờ giấy copy, quý vị sẽ thấy hết. Cho nên tôi nói mắt có chứng, không phải muốn nói là nói. Từ cái chỗ đó đã thấy họ đã lừa lọc quý vị rồi. Một câu lạc bộ làm sao mà anh gọi là đi yêu dân yêu nước, anh đòi hỏi nhân quyền được cho Việt Nam. Mà các anh không phải là người Việt Nam, các anh là người hải ngoại, là người bỏ chạy, cũng giống như tôi, cũng là người bỏ chạy. Chúng ta không có quyền đòi hỏi bất cứ một chuyện gì. Chỉ có người Việt Nam ở trong nước, họ mới có quyền đòi hỏi, bởi vì họ có giấy tờ của Việt Nam. Họ là công dân Việt Nam, họ là quốc tịch Việt Nam, thì họ mới có quyền đòi hỏi những gì họ muốn đòi. Còn quý vị, những nhà dân của chủ cùi, nhất là hay to mồm như luật sư Nguyễn Văn Đài, như luật sư Cù Hy Hà Vũ, như bà Mẹ Nấm, cái bút hiệu gì đó là Mẹ Nấm, hay là bí danh, bí viết gì là Mẹ Nấm, mà nhiều người gọi là Nấm Độc. Ai thương, ai thích thì gọi là Mẹ Nấm, ai không ưa thì gọi là Nấm Độc. Nhưng mà trước khi mà bà ta qua Mỹ thì người ta thường hay gọi là Mẹ Nấm, có vẻ để cho người ta là ai? Để cho cái băng đảng Việt Tân họ dễ đi xin tiền. Tân bốc lên cái cô này lên để xin tiền. Nhưng mà sau khi vợ của ông Tổng thống cựu Tổng thống Trump giúp đưa cho cô này qua Mỹ, thì cô ta phản lại ông Donald Trump liền trong cuộc bầu cử 2020. Cô ta phản lại một cách rõ rệt. Phản như thế nào thì quý vị vô tìm hiểu. Tôi không muốn nêu ra đây, tức là phản, một người phản, tức là phản đủ cách, gọi là phản, nghĩa là phản lại một ân nhân cứu ba mẹ con bà với mẹ của bà ta qua sống ở Houston, Texas. Cho nên nhiều người gọi cô ta là Nấm Độc. Cũng giống như những nhà dân chủ cùi ông Nguyễn Chính Kết, ông Trương Quốc Huy. Mà Trương Quốc Huy thì
được cồn nổi cồn lên một tí là do cái miệng. Cái gì cũng khen nước Mỹ hết, kể cả đi lượm rác, anh ta lượm rác rác Mỹ còn thơm hơn rác Việt Nam nữa kia mà, anh khen tới cái độ như vậy. Rồi cái gì Việt Nam anh cũng chê hết, dù đẹp cỡ nào, dù tốt cỡ nào anh cũng chê, anh vẫn tìm ra một cái lỗ hổng để anh chê, anh cho cái nước nó dột ra. Nhưng mà vẫn có nhiều người tới hứng nước như trời mưa vậy đó. Ngày xưa ngày mà tôi quê ở Đà Nẵng, ngày mà chưa thành phố, chưa được bây giờ, chưa được nước dẫn tới tận cái vòi đất nước, thì nhà tôi mỗi lần trời mưa đem cái mưa ra ngồi đó, cái xấu nước để hứng lấy nước mưa để làm gì? Nấu ăn và uống. Ngày xưa đó là ngày thời trước năm 75 đó, trước năm 80 đó, vẫn là như vậy, chỗ tôi vẫn là như vậy. Nhưng mà bây giờ miếng đất của chỗ tôi, một lô đất 20 mét vuông, 100 mét vuông thì đó thì phải 4-5 tỷ đô la. Thì quý vị thử nghĩ, ngày xưa đi mua món thịt heo một tháng mua được 1 ký, mà bây giờ người ta chê thịt heo không ăn nữa, ăn sợ mỡ sợ mập. Người dân Việt Nam bây giờ là vậy đó. Cho nên tôi mới nói mấy anh dân chủ cùi cần phải lên tiếng. Những anh mà tôi nêu tên, tôi phải cần phải lên tiếng để cho mọi người biết cái ý nghĩ của các anh như thế nào. Rồi những gì mà các anh chống đối lại, mấy anh đâu phải là người dân ngu cu đen đâu, mấy anh là luật sư đàng hoàng mà. Tức là các anh có địa vị trong xã hội. Tôi không nói Trương Quốc Huy, tôi nói như là luật sư Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Văn Đài, giáo sư Nguyễn Chí Kết, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, bà nắm mẹ nắm độc gì đó thì không cần thiết. Bởi vì những người Việt Nam mê muội nghe lời và luôn luôn tôn thờ những người có chức vị như giáo sư, như tiến sĩ, như luật sư, mà đầu óc của mấy anh không đi ngược lại những gì các anh đang học. Bây giờ để chứng minh các anh là các nhà dân chủ, xin các anh phân tích. Tôi yêu cầu các anh nói về cái vụ tòa án mà bịt miệng và kết tội ông cựu tổng thống Trump như thế nào. Bởi vì các anh luôn luôn nói rằng nhà nước bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý, bịt miệng thích quẩn đủ thứ hết. Đó là quý vị đã đi quá cố rồi. Nhưng mà ngày xưa cái băng đảng Việt Tân này vẫn dùng những chiêu bài như vậy để quyên góp môi móc tiền bạc của đồng hương, mục đích bỏ túi. Tại sao quý vị không nghĩ quý vị là ai? Quý vị phải xác định rằng quý vị là ai. Có phải quý vị là người Việt Nam không? Quý vị không còn quốc tịch Việt Nam nữa đúng không? Quý vị có quốc tịch Mỹ rồi đúng không? Thì trước tiên khi nói chuyện về Việt Nam, quý vị phải nói chuyện về nước sở tại quý vị đang ở cái đã. Thì anh nói mọi người mới thuyết phục được người nghe, mới thuyết phục được người đã từng tôn sùng anh. Tôi thì không bao giờ tôn sùng, tôi chỉ nhìn coi thấy mấy anh này đóng phim như thế nào, tôi theo dõi tôi biết hết. Các anh không biết tôi thôi, bởi vì tôi làm sao các anh biết tôi được. Nhưng mà tôi biết hết các anh. Cũng giống như có một vị khách yêu cầu tôi nói về ông Ngô Kỷ, ông Nguyễn Tác Lạc, ông Phan Kỳ Nhân, ông Huynh Trưởng mà đã chết, San Jose đã chết rồi, hoặc là ông Hà Văn Sơn, ông Nguyễn Phương Hùng, vân vân. Tôi cũng sẽ nói, một ngày nào tôi cũng sẽ nói về mấy ông này. Bởi vì sao? Tôi nói một cách công tâm theo cái nhìn của tôi, bất cứ một chuyện gì.
chứ tôi không nặng và không đả phá, và tôi có thể yêu cầu. Nếu anh, các anh mà nghe tôi đang nói về các anh, nếu cần các anh muốn đấu chất với tôi sẵn sàng mượn một kênh nào đó như phố Bô Sa của anh Vũ Hoàng Lân, hoặc là của nửa vòng trái đất của anh Derek Phạm. Anh Derek Phạm tôi đã từng nói chuyện với anh ta của trong đài anh ta 2 lần rồi. Tôi sẵn sàng để đấu chất với các anh, bởi vì xưa nay các anh chỉ nói, các anh chỉ phát biểu, và phát biểu theo những người cò mồi để cho các anh nói, chứ không hỏi vào vấn đề một cách sắc bén, một cách rõ ràng, để cho anh giải thích một cách rõ ràng. Chứ anh nói anh chống chính phủ Việt Nam, lý do nào anh chống? Tôi sẵn sàng, kể cả anh Trương Quốc Huy, anh nào mấy muốn đấu chất với tôi cũng sẵn sàng hết, để cho nó rõ ràng. Bởi vì đã quá nhiều rồi, đã quá lâu rồi, 49 năm rồi, tôi muốn mổ xẻ cái vấn đề với các anh. Chứ bởi vì tôi rất hân hạnh để tranh luận với các anh dù bất cứ kênh nào, một lần để làm sáng tỏ, để rồi khỏi người dân. Đây là để giúp cho người dân sáng tỏ, để họ còn khỏi bị lừa gạt, kể cả người ở hải ngoại và người trong nước. Mục đích là để làm sáng tỏ mọi vấn đề, để tránh khỏi còn bị lừa gạt nữa. Đó là cái mục đích của tôi là như vậy. Và tôi cũng muốn đưa lên những chuyện trung thực về cái chuyện chống đối và phản đối chính quyền, hoặc là chống cộng của các anh, của những người hải ngoại, để cho mọi người thấy. Bởi vì một cái áo đã cũ, đã rách, đã nát rồi, vứt thùng rác đi, khơi lại làm chi, giữ làm chi cho nó hôi, nó thối trong nhà. Và chính mình hận thù, mình cũng để trong lòng mình hôi thối, lục gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng rồi, nó cũng hành hạ mình thôi. Tại sao vậy? Trở lại cựu Tổng thống Donald Trump, dù là mới tuyên bố, thông báo là ông ta bị bầu thẩm đoàn bỏ phiếu với nhau là ông cựu Tổng thống Trump có tội, nhưng ông Trump được có 2 tuần lễ, 10 ngày, gọi là 10 ngày, nhưng mà thật sự đó là 2 tuần. Tại sao có cái chuyện 10 ngày mà tại sao thật ra là 2 tuần? Vấn đề làm việc hành chánh ở Mỹ, họ luôn luôn cho quý vị trong 10 ngày làm việc, nghĩa tức là 2 tuần để giải quyết vấn đề, để trả lời vấn đề, hay là làm một công việc gì. Thì trường hợp cựu Tổng thống Trump cũng nằm trong trường hợp là 2 tuần lễ, tức là 10 ngày. Bởi vì ở Mỹ một tuần làm chỉ 5 ngày, cho nên họ gọi là 10 working day. Thì 2 tuần, không tính, họ không tính thứ bảy và chủ nhật, cho nên họ tính là 10 ngày. Nhưng mà mình tính lại tức là 2 tuần. Bởi vì khi mình tính lại là mình cộng thêm vô ngày thứ bảy và chủ nhật nữa. Thường thì trong giấy tờ người ta nói rằng là 10 working day. Họ viết 10 working day, có thể là mở ngoặc đơn để in chuối, đóng ngoặc đơn để nhấn mạnh cho những ai mà không quen thuộc với những vấn đề giấy tờ, để cho họ hiểu và nhớ. Thì trong vòng 10 ngày được kháng cáo, kháng án, làm đơn kháng án lên tòa phúc thẩm. Thì tòa phúc thẩm tức là lên một phiên tòa khác lớn hơn phiên tòa vừa rồi, là sơ thẩm.
Thì tòa phúc thẩm xử như thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà đội ngũ của ông Trump cũng loan báo rằng là sẽ làm đơn kháng cáo trong những ngày ngắn nhất, trong thời gian ngắn nhất. Rồi nếu phúc thẩm mà không sao thì bắt đầu đội ngũ luật sư của cựu tổng thống Donald Trump sẽ làm đơn lên tòa án tối cao Pháp Việt. Thì như theo thông cáo là ngày 11 tháng 7 thì phiên tòa sơ thẩm sẽ tuyên án, tức là thông báo bao nhiêu án như thế nào. Và cuộc bầu cử của cựu tổng thống Trump vào ngày 5 tháng 11. Nghĩa rằng lúc kháng án qua tới tòa phúc thẩm phải tốn một thời gian. Một thời gian ít nhất phải 1-2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Rồi nếu mà tòa phúc thẩm giải quyết không ổn thỏa thì lên tối cao Pháp Viện. Tối cao Pháp Viện thì không có thời hạn. Họ có thể làm một ngày, hai ngày, ba ngày nếu chuyện gì khẩn cấp. Mà thường thì những người làm việc giấy tờ thì không có gì khẩn cấp cả, cũng có ngày, có giờ đàng hoàng, chứ không phải làm luôn cả đêm, ngoại trừ Quốc hội khi mà vấn đề ngân sách càng ngày càng tới gần thì phải thảo luận cho nó thông suốt mới được thông qua, thì có khi thức qua đêm. Nhiều vị dân biểu thượng nghị sĩ thức qua đêm để mà bỏ phiếu, một là chống, hai là thông qua. Thường thì càng nếu chống thì càng kéo dài, càng chống thì càng kéo dài. Vậy thôi. Cho nên quý vị không cần thiết phải lo lắng cho mấy về vấn đề ông cựu tổng thống Donald Trump có được ứng cử vào tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024, được bầu vào ngày 5 tháng 11 hay không. Chúng ta cũng không cần thiết phải bận tâm mấy, bởi vì còn qua rất là nhiều giai đoạn chưa có thể kết tội đúng hay sai trong cái tội trạng mà bên tòa án ở New York đưa ra. À, nói chung là New York đây cho nó dễ nghe, đưa nó quật ra cũng hơi dài dòng. Tòa án ở New York đưa ra thì theo luật pháp thì cứ tôn trọng, nhưng mà có một điều mà chúng ta thấy rất là nghịch lý là từ cả bà dân biểu Pelosi, kể cả tổng thống bây giờ là ông Joe Biden, kể cả ông Chuck Schumer là bên dân chủ ở bên thượng viện, hay là ông Chuck Schumer là đang là dân biểu quốc hội, sắp tới là hình như là ứng cử vào chức thượng nghị sĩ để thay thế bà Feinstein, Dana Feinstein. Nói chung thì tôi nhớ được cái gì thì tôi nêu tên lên cái đó. Họ luôn luôn mở miệng nói rằng là không ai đứng trên pháp luật, nhưng mà chính những người trong bộ tư pháp cũng giống như chính quyền của chính phủ ông Biden đang cấu kết với nhau để tìm cách loại trừ ông cựu tổng thống Donald Trump ra khỏi trong cái cuộc bầu cử này. Mà nếu không loại trừ được một cách là kết án cho ông này tội đi chơi gái, chơi đồ này nọ lung tung, cho nên mới xảy ra chuyện này để làm tải não người dân, để cho người dân suy nghĩ rằng ô, ông Trump này xấu quá, không có bầu cho ổng, bầu cho ông Joe Biden đi, dù là ổng té lên té xuống, lên máy bay cũng té, ngồi đứng nói chuyện cũng té, đi cũng té, đứng cũng té, thì cứ bầu, không sao cả. Mình thì một người độc lập, từ khi mà vô quốc tịch Mỹ, họ có gửi về cái giấy là điền vô là mình có theo đảng phái nào không, thì mình điền không theo đảng phái nào hết cả. Mình là người, coi như là vô gia đình, vô tổ quốc, đi lang thang. Lang thang của mình là đi chơi, chứ không phải lang thang như kiểu thầy
tu sĩ Thích Minh Tuệ. Mình không nói về ông thầy này, nhưng mà lỡ cái chữ lang thang này cho mình đưa vào cái câu chuyện của thầy với của tu sĩ Thích Minh Tuệ một tí nha. Là đối với mình đây, tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người mình không thể nào là gọi là, đối với tôi cho rằng là một người lang thang. Lang thang cho chính mình, cho chính cuộc đời mình, và sống cho mình. Nghĩa rằng lang thang một mình từ Nam chí Bắc, không tiền bạc, không cơm, chỉ những cái chiếc khăn tròn quanh người, đầu thì không đội nón, chân thì dân trần, lang thang từ Nam chí Bắc, từ đây qua đó, để rồi trở thành một người có nghị lực phi thường và có một cái tâm phi thường, được mọi người tôn kính, quý mến và tôn sùng. Xin quý vị đừng có trách tôi dùng chữ lang thang cho tu sĩ Thích Minh Tuệ nha. Tôi đã giải thích rồi, tôi đã phân tích rồi. Chứ lúc bỏ lại hết tất cả các thứ để hy sinh cuộc đời mình cho một cái Phật Pháp, thế là mình nói Phật Pháp, thì ông ta đã bắt đầu đi lang thang rồi. Khi mà chưa có ai chú ý, có phải là đi đang lang thang không? Cầm cái bình đi lang thang, ai cho cái gì ăn cái đó, mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì kiếm chỗ nào ngủ, gốc cây hay là vô mã vô mồ. Mà khi vô mã vô mồ, cái tâm không còn nghĩ tới ma, cái tâm Phật, thì ma nó sẽ sợ nó không tới. Đó là mình suy nghĩ nha, phần này mình suy nghĩ nha. Là theo nhiều khi phim ảnh cũng vậy, người ta khi có tâm Phật thì ma quỷ sẽ tránh xa. Cho nên ngủ trong nghĩa địa, trong những cái nơi mà hoang vắng, chỉ có một mình ông ta, mà ông ta không sợ gì hết cả, bởi vì cái tâm ông ta đã tịnh, vượt qua mọi thử thách đau khổ của cuộc đời, của thể xác, để rồi ông ta vững bước chân đi trên con đường, dù trời nắng trời mưa, mệt thì nghỉ. Xin tất cả cảm ơn quý anh chị và các bạn.